Xin chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải câu này như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ một cái hình tròn. Sau đó chúng ta vẽ một cái hình tam giác. Từ đây chúng ta kéo lên. Kéo cao lên chút nữa. Sau đó chúng ta vẽ các đường đứng khúc. Như thế này. Sau khi chúng ta vẽ xong, bây giờ đề đi tìm là khoảng cách giữa SB và AC. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ một cái hình khác cho dễ nhìn nha. Chúng ta phải đi tìm bán kính của R này trước, đó chính là của hình đó. Thì chúng ta có công thức là ABC chia cho 4R sẽ bằng diện tích của tam giác. Thì chúng ta biết ABC chính là cạnh đáy, là số 7, còn diện tích của tam giác sẽ là 1 phần 2 nhân cho 7 bình phương nhân sin 60 độ. Còn ABC chúng ta có 7 nhân 7 nhân 7 chúng ta có 7 mũ 3 chia cho 4R. Thì R của chúng ta ở đây sẽ là đẩy lên bên phải chia cái đống này đẩy sang bên trái. Thì chúng ta bấm máy tính ra. Đó chính là 7 căn 3 chia 3. Bây giờ chúng ta có cái cục này. Ở đây chính là cái R đó. Thì bây giờ chúng ta muốn tính diện tích xung quanh của hình nó. Thì chúng ta sẽ có là B nhân cho R nhân cho L. Thì L ở đây á, chính là cái đường SB này nè. Thì chúng ta có R rồi. Bây giờ chúng ta chưa có H. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm H ở đây. Diện tích xung quanh là 42B. Còn R là 7 căn 3 chia 3. Còn L đó chính là R bình phương cộng cho H bình phương áp dụng Pythagore. Thì R chúng ta sẽ lấy 7 căn 3 chia 3 bỏ vào đây. Bảy căn 3 chia 3 tất cả bình phương thì chúng ta tính ra được ở đây. Đó chính là 49 chia cho 3. Rút gọn bi cho cả hai bên, chia 2 với cho 7 căn 3 chia 3. Chúng ta có 6 căn 3. Chúng ta bình phương lên để bỏ hết tất cả các căn bậc này. Thì chúng ta có 108 bằng 49 chia cho 3. Như vậy chúng ta tính được H bình phương ở đây là 275 chia cho 3. Như vậy đặt căn bậc 2 cho hai bên. Thì chúng ta sẽ có là 5 căn 33 chia 3. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm khoảng cách giữa hai cái đường thẳng.
Bây giờ chúng ta sẽ có B nè, mình hạ đường cao xuống AC. Thì chúng ta viết từ đây lên đây luôn. Ví dụ đi, mình thêm chữ nha. B nè, A nè, C nè. Thì chúng ta biết cái đoạn này nó đi qua trung điểm của AC, mình gọi đây chữ K. Như vậy bên này cũng là chữ K luôn. Như vậy chúng ta biết AB là 7. BK AK sẽ là 7 chia cho 2. Tại vì K là trung điểm của AC trong tam giác đều. Như vậy chúng ta sẽ đi tìm được BK ở đây. Sẽ bằng căn bậc 2. 7 bình phương trừ cho 7 chia 2. Tất cả bình phương. Chúng ta sẽ tính ra được cái cục này. Đó chính là 7 căn 3 chia 2. Tiếp tục, sau khi chúng ta đã có BK, bây giờ chúng ta đi tìm đoạn khoảng cách như sau. Chúng ta biết mặt phẳng SBK vuông góc với lại mặt phẳng đáy. Cho nên trong trường hợp này, cái đoạn này là từ đây nè, từ K hạ lên SB á, thì cái đoạn này mình gọi là KE đi. Thì chúng ta biết KE sẽ vuông góc với lại đoạn AC. Và chúng ta biết từ K hạ lên E thì chúng ta cũng có góc vuông ở đây luôn. Như vậy KE chính là cái khoảng cách chúng ta cần phải đi tìm. Như vậy mình gọi ở đây là SH, thì cái vị trí này nè chính là chữ H nè. Chúng ta biết H vừa là tâm của đường tròn ngoại tiếp vừa là trọng tâm luôn. Cho nên chúng ta sẽ tính được BH ở đây. BH sẽ bằng 2 phần 3 của BK. Chúng ta sẽ ra là 7 căn 3 chia cho 3. Và bây giờ chúng ta đi tìm SB ở đây. SB thì chúng ta áp dụng phương pháp Pythagore của trong tam giác vuông SHB. Thì chúng ta có BH bình phương cộng với lại SH bình phương bằng SB bình phương. Như vậy SB ở đây á, nó sẽ bằng căn bậc 2 của SH bình phương cộng với lại BH bình phương. Cái này chúng ta bấm máy tính ra thì chúng ta ra 6 căn 3. Bây giờ chúng ta đi tìm EK. Bây giờ chúng ta có SH rồi, chúng ta đã có BK rồi, chúng ta đã có SB rồi, chúng ta dùng công thức của tam giác thôi. Thì đó chính là SH nhưng với lại BK sẽ bằng SB nhưng với lại EK. Như vậy EK ở đây sẽ bằng SH nhân BK chia cho SB. Thì chúng ta sẽ ra là 35 căn 33 chia cho 36. Câu D. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.